Thì đây, tôi sẽ làm theo lần lượt các cái phần như sau. Đầu tiên là các hạng mục kiến trúc mà cần cần thể hiện ở đây là các cái 3D view, 3D ở đây các family view. Ở nhà chúng ta làm việc các family view. Thì ở đây nó sẽ chia ra là mặt bằng như thế nào. Thì chúng ta sẽ có một cái mặt bằng điển hình như thế này. Này. Thì ví dụ như ở đây là nó đang có toàn bộ những cái family view ở đây đúng không? Thì ví dụ như là tôi chưa có mặt bằng lát sàn, nếu mà các bạn muốn xóa ấy, thì trong đây nó cũng sẽ có kiểu là chúng ta có thể là xóa đi, đi đây là mặt bằng. Đây là mặt bằng này, A mặt bằng này. Này, mặt bằng tổng thể, mặt bằng mái này. Đấy, thì đây tôi đang ghép nó vào. Vì đây là một cái nhà dân dụng thôi nên là đang để chung được nhá. Còn các công trình lớn thì chúng ta sẽ phải tách ra các cái mặt bằng riêng ra. Thì bây giờ tôi sẽ lấy một cái file để mà mọi người làm quen với các cái tổng mặt bằng. Thì đây, các cái view thoại, view template. Để tôi lấy một cái file này. Thì floor plan là mặt bằng gốc này. Còn nếu mà các bạn muốn tạo ở đây thì các bạn có thể là duplicate lên. Duplicate lên, size là tổng mặt bằng này. Thì bây giờ ta sẽ chia theo cái hạng mục này. Mọi người thấy hạng mục đây không? Đầu tiên là ghi chú thống kê vật liệu. Thì đầu tiên là chúng ta phải tạo sheet, là tạo cái danh mục bản vẽ cho nó trước. Đúng không? Thì hôm trước là chúng ta đã làm với cái sheet của cái bản vẽ kia rồi đúng không? Ok. Tôi xem là cái file đấy hôm trước lưu ở đâu. Này. Mọi người sẽ thấy đây mặt bằng tầng 1 và tầng 2 đây đúng không? Thì bây giờ tôi sẽ tạo các cái hạng mục ở đây. Ví dụ chọn này, chuột phải rename. Đầu tiên tôi sẽ chọn nó sẽ là hạng mục 00. Ví dụ như là trong cái cách làm thì chúng ta sẽ phải biết được các cái phần như sau. Ví dụ như text đây, đánh text đây, TX này. Là text này. Thì các bạn sẽ thấy text ở đây. Nó là cỡ chữ 2.5 thì tôi sẽ để ở đây. Sau này chúng ta sẽ tạo được các cỡ chữ text đấy. Thì đầu tiên các bạn sẽ thấy đây, tôi sẽ nốt ra đây cho các bạn. Đầu tiên đấy là gì? Là bộ môn. Đúng không? Bộ môn trước. Bộ môn thì sau đấy bộ môn kiến trúc ký hiệu là gì? Là đúng không? Bộ môn kết cấu. Ký hiệu là S, đúng không? Bộ môn gì? Điện nước. Được chưa? Thì MVP. Thì đây tôi gọi đây là điện nước. Thì ở trong đây nó sẽ có bộ môn là điều hòa này. Điều hòa nó ký hiệu đây là HVAC đúng không? HVAC. Bộ môn nước ký hiệu là P. Đúng không? Bộ môn điện ký hiệu là gì? E. Đúng không? Bộ môn gì? Phòng cháy chữa cháy. Ký hiệu là F. Đúng chưa? Đây là đủ các vấn đề về gì? Về bộ môn đúng không? Nguyên tắc ký hiệu. Sau khi bộ môn ấy thì chúng ta sẽ ký hiệu đến phần gì? Sau bộ môn rồi thì mình sẽ ký hiệu ở đây là đến sẽ hạng mục. Đúng không? Nó sẽ gồm đây là giai đoạn thiết kế. Giai đoạn thiết kế thì tôi sẽ có ký hiệu ở đây. Nó sẽ là 01. Là giai đoạn gì? Thiết kế sơ bộ. Làm gì có cơ sở. Sơ bộ đấy nhá, tương đương với đây là thiết kế gì? Concept ấy. Đúng không? Sau thiết kế này 02 sẽ là thiết kế gì? Thiết kế cơ sở. Đúng không? Và cái 03 sẽ là thiết kế gì? Thiết kế kỹ thuật. Các dự án lớn. Và 04 sẽ là thiết kế gì? Thiết kế thi công. Bản thiết kế bản vẽ thi công. Vì với những công trình cấp 2 trở xuống thì mình sẽ làm hai giai đoạn là thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công thôi. Nhưng đối với giai đoạn những công trình cấp 1 thì nó sẽ chia ra thêm là một bước nữa là bước thiết kế gì? Thiết kế kỹ thuật. Mọi người hiểu không? Đấy, nó có 4 giai đoạn, 4 bước thiết kế. Sau khi thiết kế rồi mình sẽ đến hạng mục. Đấy, hạng mục. Ở đây. Ví dụ như tôi chọn này là hạng mục. Hạng mục. Thì hạng mục đầu tiên nó sẽ là 00. Ở đây tôi ghi chú đây là gì? Bìa phẩy. Bìa. Đúng không?
Tiếp tục hạng mục 01 là gì? Là tổng thể. Mặt bằng tổng thể, mặt bằng định vị ấy. 02, tôi sẽ chọn đây là mặt bằng gì? Mặt bằng nội thất. Đúng không? Tôi hay gọi chung là mặt bằng thôi. Là bố trí chung. 03, thiết kế cơ sở sẽ là mặt đứng. 04 nó sẽ là gì? Mặt cắt đúng không? Sau đấy nó sẽ có là 05, nó sẽ là gì? Mặt bằng tường xây. Đúng không? 06 là mặt bằng lát sàn. Đúng không? 07 là gì? Mặt bằng trần. Đúng không? 08 ở đây là gì? Đúng rồi, mặt bằng nội thất thì tôi sẽ cho luôn vào phần mặt bằng này đi. Ngay từ đầu ấy. Rồi nha, thì tôi cho là mặt bằng này mặt bằng nội thất. Là mặt bằng nội thất này nó sẽ là gồm chung luôn tất cả các thứ trong đây. Bố trí công năng mọi thứ thì tôi ghi chung là mặt bằng một đứng mặt cắt. Đấy, còn đây là các mặt bằng mà chi tiết triển khai ra. Hiểu không? Đó, thì còn chọn ở đây nó sẽ là gì? Chi tiết thang đúng không? RAM. Đúng không? Đường dốc, tất cả các giao thông đứng đúng không? Đấy, nó sẽ chi tiết thang bộ. 09 ở đây là gì? Chi tiết vệ sinh. Đúng không? Tiếp tục ở đây, 10 là gì? Thống kê cửa. Và gì? Chi tiết cửa. Đúng không? Chi tiết cửa đi và chi tiết cửa sổ. Đúng không? Đấy, nó sẽ có cái phần thống kê cửa và chi tiết đi. Cửa đi cửa sổ, còn đây nó chưa kể nó có mặt bằng định vị cửa. Đúng không? Rồi mới đến các bản vẽ này. Thì trong mặt bằng định vị cửa này nó có thể là tác cửa này, hoặc là tác các phần lan can nữa. Hiểu không? Liên quan. 11 sẽ là gì? Chi tiết kiến trúc. Chi tiết kiến trúc, trong cái chi tiết kiến trúc bao gồm cái gì? Là các cái phần chi tiết về mặt đứng, về ban công, đúng không? Các cái chi tiết về các cái liên kết về kiến trúc nói chung, đúng nha. Và chi tiết các phần kỹ thuật, ví dụ như là bể xử lý nước thải, hay là các phần chi tiết về quạt gió, hút gió, phòng kỹ thuật, điện, nước, bể phòng cháy, đúng không? Thì cái đấy nó thuộc về phần chi tiết kiến trúc. Đấy. Sau chi tiết kiến trúc sẽ là 12, sẽ là gì? Chi tiết ngoài nhà. Đúng không? Chi tiết ngoài nhà. Chi tiết ngoài nhà là gồm gì? Sân vườn, cảnh quan. Đúng không? Đấy. Còn là 13 ở đây là gì? Mặt bằng chống thấm. Đúng không? Đấy, đây là những tất cả những cái hạng mục mà chúng ta cần phải thể hiện. Mọi người hiểu gì tôi không nhỉ?